Linh Cảnh Hành Giả chương 309, khủng bố tập kích 1. Loại nghiêm khắc này là điều bác sĩ Triệu chưa từng thấy. Vẻ mặt Giang Ngọc Nghị chuyển sang mềm mỏng, thấp giọng nói. Chị nghe, động tĩnh bên ngoài nhỏ đi rồi, cái này nói rõ đại bộ phận mọi người đều đã bị khống chế. Phần tử khủng bố đã bắt cóc bệnh viện, như vậy cửa trước cửa sau khẳng định có người gác, thậm chí còn có người theo dõi camera giám sát, ở lại chỗ này là an toàn nhất. Bác sĩ Triệu sững sờ gật đầu. Trong phòng giám sát, Lý Hiển Tông khoanh hai tay trước ngực, đứng ở trước đài khống chế, tay trái cầm bộ đàm, tay phải đùa nghịch dao bướm, màn hình màu lam chiếu sáng lên con mắt sắc bén lạnh lùng tàn khốc của hắn. Trên màn hình theo dõi, đại sảnh tòa nhà khám bệnh, hai nhân viên cầm súng đã khống chế cục diện, đang mang nhân viên y tá bác sĩ chỗ lấy thuốc, chỗ đăng ký, cùng với các nơi văn phòng đuổi tới đại sảnh lầu 1. Phàm là không phối hợp, bắn phát chết tươi, tàn nhẫn độc ác, tự như hoàn toàn không để ý giá trị đạo đức của mình. Sau khi liên tục giết mấy người, y tá bác sĩ nhân viên, người bệnh liền không có tâm tư phản kháng nữa, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm xuống. Đối với Linh Cảnh Hành Giả mà nói, sử dụng năng lực giết người, hiệu suất và tỷ lệ chuẩn xác cao hơn đạn nhiều, nhưng nếu dọa người thường, vẫn là súng ống hữu dụng nhất. Muốn uy hiếp đám người quy mô lớn, dựa vào bạo lực không được, phải dựa vào súng ống. Nhân viên lầu 1 đã dọn sạch, toàn bộ tụ tập ở phòng khách. Nhân viên lầu 2 đã dọn sạch, toàn bộ tụ tập ở phòng khách. Trong bộ đàm truyền đến tiếng đồng bạn báo cáo. Lý Hiển Tông đè bộ đàm, ghé đến bên miệng, nói, đi khoa phụ sản nhìn xem, lôi y tá bác sĩ nhân viên xuống, nếu có phụ nữ có thai, đừng thương tổn bọn họ. Hắc! Mày một tên yêu mê hoặc, chơi trò lòng dạ từ bi cái gì? Một đồng bạn cười nhạo nói. Tao không đồng tình kẻ yếu, nhưng bố tao lúc còn sống, thường thường nói với tao, thiếu nhi là đóa hoa của tổ quốc, phải cho thương hại cùng trân trọng thích hợp. Lý Hiển Tông nhếch miệng cười nói. Biệt thự Vịnh Phó gia. Phó Thanh Dương lười biếng nằm ở ghế massage, nhắm mắt dưỡng thần, da hắn hiện ra đỏ bừng quỷ dị, cơ thịt tay chân hơi co giật. Hai em gái tai thỏ ngồi xổm hai bên ghế massage, hai đôi tay nhẹ nhàng gõ xoa bóp ấn, thư giãn cơ thịt đau nhức cho hắn. Trên một cái sofa một người khác, Linh Quân ngồi ở nơi đó, cầm lên một miếng dưa mật nhét vào miệng, cảm khái nói, cậu vẫn là liều mạng như vậy, tôi nhớ rõ đòn chém của cậu, từ 10 tuổi năm ấy đã bắt đầu luyện mãi đến trở thành Linh Cảnh Hành Giả, cũng mười mấy năm rồi, bây giờ luyện đến cảnh giới nào rồi? Phó Thanh Dương vẫn nhắm mắt, luyện đến có thể một kiếm chém đầu chó của cậu. Nói bừa. Linh Quân không phục, tôi là thú vương, có hai cái mạng, cậu hai kiếm mới có thể chém chết tôi. Đột nhiên, hai em gái tai thỏ thân thể cứng đờ, tiếp đó gục ngã xuống đất. Phó Thanh Dương bỗng mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Linh Quân ngồi xổm trên sofa, mí mắt gian nan chống đỡ, thân thể lảo đảo. Mệt quá. Đáng chết, là chưởng mộng sứ giả. Đầu khẽ gục, lâm vào giấc ngủ. Ikawa. Phó Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt, chủ động tiến vào giấc ngủ. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Trương Nguyên Thanh mới vừa đi ra khỏi toilet, liền gặp một nhân viên văn chức bước chân vội vàng đạp cầu thang bằng thép, tới lầu 2. Vẻ mặt cô lo lắng, nhìn về phía Quan Nhã đang lười biếng ngồi đó, kêu lên. Văn phòng cảnh sát bên kia nhận được báo cảnh sát, có phần tử khủng bố tập kích bệnh viện Bình Thái, nhân viên y tá bác sĩ của tòa nhà phòng khám bệnh đều ở bên trong. Cái gì? Quan Nhã đứng bật dậy, sải bước lao về phía văn phòng thập trưởng. Ngay cả Vương Thái xưa nay không quan tâm mưa gió ngoài cửa, cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trở nên chăm chú. Bệnh viện Bình Thái. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy đầu bị người ta gõ cho một cái, vang lên ông. Dì trẻ đi làm ngay tại bệnh viện Bình Thái. Trương Nguyên Thanh sắc mặt xanh mét, vừa móc điện thoại di động, vừa vội vàng hỏi. Tình huống trong bệnh viện thế nào? Thương vong như thế nào? Bọn cướp có bao nhiêu người? Nhân viên văn chức lắc đầu, không chi tiết như vậy, văn phòng cảnh sát đã triệu tập nhân thủ chuẩn bị chạy tới bệnh viện, tình huống cụ thể, cần tiến một bước điều tra. Ít nhất nói rõ sự việc vừa xảy ra. Trương Nguyên Thanh đi về một bên, lấy ra điện thoại di động, gọi điện cho dì trẻ. Xin lỗi, số máy bạn gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Tắt máy rồi. Trương Nguyên Thanh phẫn nộ mắng một tiếng, cộng. Lúc này, Quan Nhã dẫn theo Lý Đông Trạch, Khương Tinh Vệ cùng Đằng Viễn chạy ra khỏi văn phòng. Lý Đông Trạch bước nhanh, vẻ mặt trầm ổn, tốc độ nói cực nhanh. lập tức xuất phát. Đoàn người bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Quan Nhã từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra hai cái bao súng, không kịp cột vào trên đùi. Vương Thái cầm laptop âu yếm đứng dậy bước đi. Mọi người đi ra khỏi tòa nhà thủy tinh, đi lên xe MPV đổ ở cửa của Lý Đông Trạch, tài xế nhấn ga, chạy về phía cổng văn phòng cảnh sát. Bệnh viện Bình Thái cách văn phòng cảnh sát không tính là xa, dọc đường vượt đèn đỏ, hơn 10 phút sau, đoàn người đã đến bệnh viện. Lúc này, ngoài cổng bệnh viện đổ đầy xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu. Mười mấy trị an viên súng vác vai, đạn lên nòng, đang giằng co với một người đàn ông trung niên mặc quần áo bệnh nhân này che ở ngoài cổng bệnh viện, trên cổ treo một cái bộ đàm, dùng một con dao giải phẫu đè lên cổ, rít gào như kẻ điên. Đừng lại đây, đừng lại đây, bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn tới gặp tao. Xe MPV đổ lại, cửa xe mở rộng, Trương Nguyên Thanh liếc một cái liền thấy anh họ dẫn đội. Hắn yên lặng đội mũ lưỡi trai cùng đeo khẩu trang. Lý Đông Trạch cầm gậy chống, sải bước lao về phía Trần Nguyên Quân, trầm giọng nói. Tình huống bây giờ thế nào? Trần Nguyên Quân hiển nhiên biết Lý Đông Trạch, ánh mắt đảo qua xe MPV phía sau, thấp giọng nói. Bọn bắt cóc khống chế bệnh nhân cùng nhân viên y tá bác sĩ trong bệnh viện, trước mắt còn chưa xác định tình huống thương vong. Đối phương từ chối câu thông với chúng ta, cùng tuyên bố dám xâm nhập bệnh viện, liền dẫn nổ bom. Tạm dừng một phen, vẻ mặt hắn có chút mờ mịt nói, đối phương yêu cầu, tựa như là muốn đối thoại với Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi hoài nghi tinh thần bọn bắt cóc có vấn đề. Lý Đông Trạch khẽ gật đầu, đánh giá Trần Nguyên Quân vài lần, nhíu mày nói. Đội trưởng Trần, bình tĩnh là tố chất trị an viên phải có, anh quá mức khẩn trương cùng vội vàng, sao lại thế? Hắn có thể liếc mắt một nhìn ra vị đội trưởng trị an này lo âu cùng bất an dưới bề ngoài nghiêm túc. Trần Nguyên Quân cười khổ nói, cô trẻ của tôi là bác sĩ bệnh viện Bình Thái. Vẻ mặt Lý Đông Trạch ngưng trọng, vỗ vỗ bả vai Trần Nguyên Quân, không nói cái gì, xoay người trở về xe MPV. Tinh vệ. Hắn nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ, chỉ vào bệnh nhân ở cổng, nói. Lấy bộ đàm của hắn, xuống tay nhẹ chút, đừng thương tổn tới mạng người. Khương Tinh Vệ hưng phấn gật đầu, cô lập tức xuống xe, khom lưng, mượn dùng xe cảnh sát cùng trị an viên yểm hộ, lặng yên đi vòng nửa vòng, tới bên cạnh bệnh nhân. Tiếp theo, hai đầu gối cô hơi trầm xuống, ngay sau đó, như chó hoang tục xích lao về phía bệnh nhân. Trị an viên ở đây chỉ nhìn thấy một bóng đen xẹt qua, khi phản ứng lại, thiếu nữ tóc đỏ đã tới cạnh bệnh nhân. Cô nhấc cao chân, đá bay con dao giải phẫu bệnh nhân nắm chặt, sau đó xoay vòng eo nhỏ, thân thể xoay tròn bật lên, kéo một chân khác, hung hăng quật ở sau gáy bệnh nhân. Bốp! Người đàn ông trung niên còn chưa biết đã xảy ra cái gì, đã bị đá ngất đi. Trong nghề nghiệp hợp pháp của Ngũ Hành Minh, nếu bàn về tốc độ, hỏa sư là xếp hạng nhất. Các trị an viên ùa lên, khống chế bệnh nhân, mà Khương Tinh Vệ cầm lên bộ đàm, chạy vội trở lại bên cạnh xe MPV. Lý Đông Trạch cầm bộ đàm, ấn cái nút, nói. Tôi là thập trưởng đội 2 khu Khang Dương, các người có yêu cầu gì, có thể nói chuyện với tôi. Liên tục nói 3 lần, trong loa vang lên một đạo tiếng cười kiêu ngạo càng rỡ, tao muốn đối thoại với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh vừa muốn lên tiếng, liền bị Quan Nhã đè lại bả vai, Lý Đông Trạch nói tiếp không chút kẽ hở. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ở đây, anh tìm cậu ta có mục đích gì? Giọng đàn ông càng rỡ kiêu ngạo cười nói. Không ở đây. Xem ra tao chọn thời gian không đủ tốt nha, tao cho bọn mày thời gian 10 phút, 10 phút sau, tao muốn nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không, qua 1 phút đồng hồ giết một người. Nếu bọn mày dám xông vào bệnh viện, tao liền cho người dẫn nổ bom, nổ chết tất cả mọi người. Lý Đông Trạch nhìn về phía Quan Nhã, dùng khẩu hình nói, liên hệ phó bách phu trưởng. Tiếp theo, giọng điệu hắn kiên định, nói, anh có thể thử dẫn nổ bom, chính phủ chúng tôi quyết không thỏa hiệp. Nếu anh nguyện ý chôn cùng người trong bệnh viện, tôi sẽ tạo điều kiện cho anh. Trong bộ đàm vang lên tiếng cười to. Ngài thập trưởng, mày đánh giá tao quá cao rồi, tao cũng không có dũng khí chôn cùng những người thường này, vừa rồi nói, là người nhập vào dẫn nổ bom. Bọn họ đều là tao tìm đến, nô bộc của phán quan mắt quỷ, đã sớm là người ở tuyệt cảnh, nghe nói tao muốn trả thù chính phủ, trả thù xã hội, bọn họ lập tức đáp ứng. Đương nhiên, phương diện này không thiếu được mê hoặc của tao. Nô bộc của phán quan mắt quỷ. Trong lòng Lý Đông Trạch trầm xuống, anh là yêu mê hoặc. Mày hẳn là từng nghe nói tên của tao, tao là Lý Hiển Tông. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người trong xe MPV đều thay đổi. Phó bản giết chóc cỡ lớn sắp mở ra, bọn họ dự đoán được Nguyên Thủy sẽ bị hành giả nghề nghiệp tà ác nhằm vào, nhưng không ngờ, kẻ nhằm vào hắn là Lý Hiển Tông. Mà tên yêu mê hoặc khát máu thành tánh này, vừa tới đã chơi lớn. Không ám sát, không đánh lén, trực tiếp chế tạo khủng bố tập kích. Kiêu ngạo đến cực hạn. Bây giờ đã qua 1 phút rưỡi, thời gian của bọn mày không nhiều nữa, tao chờ tin tức tốt của bọn mày. Trong bộ đàm không còn thanh âm nữa. Lý Đông Trạch buông bộ đàm, nhìn về phía Quan Nhã. Quan Nhã khẽ nhíu lông mày lá liễu, Phó Thanh Dương không nhận cuộc gọi. Trong lòng mọi người một lần nữa trầm xuống. Lý Đông Trạch vuốt ve gậy chống, suy tư nói. Xem ra đối phương là có chuẩn bị mà đến, trong 10 phút không gặp được Nguyên Thủy, Lý Hiển Tông sẽ rút lui, người trong bệnh viện một người cũng không sống nổi. À, mọi người vừa rồi cũng nghe thấy, bọn bắt cóc là nô bộc của phán quan mắt quỷ, lần khủng bố tập kích này là hướng tới việc ngọc đá cùng vỡ. 10 phút thời gian, chấp sự khu khác căn bản không kịp chạy tới, thời gian quá khẩn trương. Đằng Viễn nói, kẻ này rất có đầu óc, cho dù Nguyên Thủy không đến, hắn cũng có thể thông dong mà lui, thuận tiện chế tạo một cái phiền toái lớn cho chúng ta. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, hắn là hướng tới em, hắn muốn săn giết em. Thập trưởng, để em vào đi. Hắn có chút cuốn, không biết gì trẻ ở bên trong thế nào, có bị thương hay không. Lý Đông Trạch trừng mắt nhìn hắn một cái, em đi vào sẽ chỉ chịu chết. Không được. Quan Nhã lập tức phủ quyết, cô nhíu mày nói, cậu không phải người lỗ mãng như vậy nha. Chỉ có Khương Tinh Vệ ủng hộ hắn, bẻ tay, khuôn mặt nhỏ tràn đầy chiến ý, chúng ta giết vào đi, xem em một quyền đánh nổ đầu chó của hắn. Lúc này, Lý Đông Trạch kinh nghiệm phong phú bày ra sự trầm ổn cùng thông dong của hành giả lâu năm, chậm rãi nói, không cần cuốn, biện pháp luôn nhiều hơn so với khó khăn, chúng ta cần chế định một bộ chiến thuật. Chiến thuật. Mắt Khương Tinh Vệ sáng lên, đầu ngón tay nâng cầm, tư thái đắn đo. Lý Đông Trạch nói không sai, chúng ta quả thật cần đặt ra chiến thuật, dù sao chúng ta là tổ chức chính phủ, không phải nghề nghiệp tà ác không có đầu óc. Em có một ý tưởng. Nghề nghiệp tà ác so với em có đầu óc hơn nhỉ. Tuy rất không thích hợp, nhưng mọi người không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Lý Đông Trạch hỏi, em có ý tưởng. Nói nghe một chút. Khương Tinh Vệ nói, chúng ta xông vào, Đằng Viễn và Nguyên Thủy xung phong, Quan Nhã bắn yểm hộ, em tìm cơ hội đánh lén, tiêu diệt từng bộ phận. Chiến thuật này rất tốt, tốt tới mức như không có chiến thuật. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bận tâm gì trẻ, thúc giục, thập trưởng, đừng lãng phí thời gian nữa. Lý Đông Trạch cũng cảm giác mình quá ngây thơ rồi, thế mà lại chủ động hỏi hỏa sư chiến thuật. Hắn nhìn quét mọi người, nói đâu vào đấy. Trong tay đối phương nắm giữ con tin, chúng ta không thể cậy mạnh xông vào, phải để thần dạ Du am hiểu tìm hành đi vào. Nhưng bằng một mình Nguyên Thủy, đi vào chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Quan Nhã, cô liên lạc Viên Đình, bảo hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vâng. Quan Nhã lấy ra điện thoại di động, đi sang một bên. Lý Đông Trạch tiếp tục nói. Thần dạ Du thời gian tìm hành có hạn, cho dù lẻn vào bệnh viện, cũng sẽ bị camera giám sát nhìn thấy. Cho nên, Vương Thái, cậu chuẩn bị xâm nhập hệ thống giám sát bệnh viện. Vương Thái lập tức mở máy tính, ngồi ở trên ghế dựa, bắt đầu cách thao tác. Lý Đông Trạch lại nhìn về phía Khương Tinh Vệ cùng Đằng Viễn, nói. Chúng ta không có năng lực tìm hành, ở lại chỗ này, hấp dẫn sức chú ý của Lý Hiển Tông cùng kẻ bắt cóc khác, tôi đến phụ trách đàm phán cùng Lý Hiển Tông, cố gắng kéo dài thời gian, phân tán sức chú ý của hắn. Lúc này, Quan Nhã tắt điện thoại, thấp giọng nói, đội trưởng Viên nói cần 15 phút đồng hồ. 15 phút đồng hồ. Lý Đông Trạch nhíu mày, nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, nói. Chúng ta cố gắng kéo dài đến khi hắn chạy tới, em đừng bốc đồng, chỉ bằng em là không có khả năng chống lại đám bắt cóc kia. Mấy người Đằng Viễn Vương Thái Tinh Vệ cũng ôm thái độ tương tự. Đám bắt cóc này là hướng về Nguyên Thủy, tư thái kiêu ngạo như thế, đã là khiêu khích cũng là khích tướng, lấy cấp bậc của Nguyên Thủy, nếu đi vào nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù có chút nhục chí, nhưng lại là sự thật. Quan Nhã giật mình nhớ tới, dì trẻ của Nguyên Thủy là bác sĩ thực tập của Bệnh viện Bình Thái, lần trước điều tra sự kiện Linh Phó, hắn từng đề cập. Khó trách hắn cuốn quyết như vậy. Quan Nhã thầm nhủ. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, chưa phản bác Lý Đông Trạch, trong lòng không phục, nhưng các đồng nghiệp lo lắng là đúng. không thể tùy tiện tiến vào, nhưng không đại biểu không có phương pháp khác. Lúc này, ai cũng chưa phát hiện, một anh linh tròn trịa đáng yêu, đang nhanh nhẹn hoạt động tứ chi bò về phía bệnh viện, bò về phía tòa nhà hành chính bị kẻ bắt cóc chiếm lĩnh. Trước để cho tiểu đậu bỉ đi dò đường chút, xem tình huống của dì trẻ. Trương Nguyên Thanh có ý nghĩ cùng chủ ý của mình, loại thời điểm này, tác dụng của Linh Phó liền hiện ra. Camera theo dõi không quay chụp được, vậy Linh Cảnh Hành Giả cũng không cảm ứng được, trừ phi trong bọn bắt cóc vừa lúc có thần dạ du cùng huyễn thuật sư. Nhưng hai nghề nghiệp này quá mức thưa thớt, sẽ không khéo như vậy. Lui một bước mà nói, mặc dù thật sự khéo như vậy, hắn cũng không lo tiểu đậu bỉ bị phát hiện, bởi vì nơi này là bệnh viện. Bệnh viện linh thể đông đúc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lúc phút thứ 8, Lý Đông Trạch cầm lấy bộ đàm, ấn cái nút, nói, Nguyên Thủy lập tức sẽ tới, bây giờ thời gian tan tầm, đường có hơi tắt, anh đợi thêm 3 phút nữa. Hắn liên tục nói 3 lần. Lý Hiển Tông lúc này mới đáp lại, giọng kiêu ngạo ngang ngược cười nhạo nói, không cần chơi trò kéo dài thời gian với tao, 1 phút đồng hồ giết một người, tao đã nói là giữ lời. Bọn mày cũng có thể xông vào bệnh viện, xem tao sẽ nổ chết tất cả mọi người hay không. Lý Đông Trạch vẻ mặt ngưng trọng, buông bộ đàm xuống, nhìn về phía Đằng Viễn, thấp giọng nói, cậu chuẩn bị một phen, giả mạo Nguyên Thủy vào bệnh viện, ổn định bọn cướp. Hắn vừa rồi nói, không phải vì đàm phán, hoặc kéo dài thời gian, mà là thử thái độ của đối phương. Đằng Viễn thập trưởng từng một tiếng, Nguyên Thủy, chúng ta đổi quần áo một chút. Quần áo hắn mặc phong cách thiên về trung niên hóa, tuy tin tức thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm khắc giữ bí mật, nhưng bình thường có tiếp xúc với hành giả chính phủ, lời đồn về Nguyên Thủy Thiên Tôn là một người trẻ tuổi, không chừng đã phát tán ra ngoài. Ở dưới điều kiện tiên quyết không rõ đối phương nắm giữ bao nhiêu tình báo, cố hết sức tiếp cận với bản thân khẳng định sẽ không sai. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể tạm thời phân ra một bộ phận tâm thần, nhanh chóng đổi áo khoác với Đằng Viễn, mũ lưỡi trai và khẩu trang cũng cho đối phương. Lý Đông Trạch lại cầm lấy bộ đàm, trầm giọng nói. Lý Hiển Tông, anh gây chuyện ở Tùng Hải, là hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếng cười ha ha của Lý Hiển Tông truyền đến, phó bản giết chóc cỡ lớn sắp mở ra, tao tương đối nghèo, mượn đầu hắn đổi vài món đạo cụ chơi chút. Không biết là cố ý, hay là bản thân như thế, kẻ này thanh âm kiệt ngạo bất tuân, lại tỏ ra không chút để ý, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn là dê béo đợi làm thịt, mắc độ khiêu khích. Đừng nói Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã cũng nghe mà căm tức một phen, Khương Tinh Vệ tính tình nóng nảy càng nghiến răng nghiến lợi, nhe ra cái răng nhỏ màu trắng. Quả nhiên là đến vì Nguyên Thủy. Lý Đông Trạch không nói lời thừa nữa, buông bộ đàm xuống. Một bên khác, tiểu đậu bỉ bò rất nhanh, gặp tường xuyên tường, rất nhanh, nó đã tiến vào đại sảnh lầu 1. Trong đại sảnh có mấy cái xác nằm ngã, máu tươi sền sệt nhuộm đỏ sàn, cạnh thang cuốn, quầy cố vấn các nơi, hoặc nằm sấp hoặc ngồi xổm, tụ tập hơn 100 người thường. Có người khóc nức nở, có người run rẩy, có người giận mà không dám nói gì. Hai kẻ bắt cóc cầm súng đi tới đi lui ở trong đám người, cảnh giác bốn phía, thỉnh thoảng cười quái dị sờ bóp các em gái trẻ tuổi. Lầu 1 chỉ có 2 người, nếu đánh lén, chỉ cần không phải thổ quái, ta có thể nháy mắt giết chết những kẻ này, thực cho rằng ăn chắc ta. Làm lớn như vậy, muốn chết thì tạo điều kiện cho các ngươi. Trương Nguyên Thanh đè nén lửa giận, khống chế tiểu đậu bỉ bò về phía lầu 2. Tuy vẫn là đứa con nít tóc máu thưa thớt, nhưng tốc độ không chậm một chút nào, sau khi tới lầu 2, trong đại sảnh đợi khám bệnh ngồi đầy con tin. Tiểu đậu bỉ chưa dừng lại, dọc theo cầu thang thẳng lên trên, lầu 3 trống rỗng, không biết là bị đuổi tới lầu 2, hay là thừa dịp hỗn loạn trốn đi. Rốt cuộc, anh linh bò tới lầu 4. Đại sảnh đợi khám bệnh lầu 4, một người đàn ông trung niên dáng người khô gầy, tay trái cầm súng, tay phải nắm một cây đoản đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người, quát, ôm đầu ngồi xổm, không phối hợp, đừng trách bố mày một phát súng bắn nổ đầu bọn mày. Các con tin ngoan ngoãn ôm đầu, trong lòng run sợ, vẻ mặt sợ hãi. Không có gì trẻ, dì ấy không ở đại sảnh. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đảo qua nhân viên y tá bác sĩ, chưa phát hiện gì trẻ, đột nhiên, từng đợt tiếng thét chói tai từ trong khoa phụ sản truyền ra. Lầu 4 cũng có 2 tên bắt cóc, còn có một tên ở bên trong kéo người. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, thao túng tiểu đậu bỉ nhanh chóng bò vào bên trong. Trong văn phòng, nghe đồng nghiệp bên ngoài kêu lên sợ hãi, bác sĩ Triệu sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi đẩy đà không ngăn được run rẩy. Bọn chúng lên rồi, bác sĩ Triệu vẻ mặt hoảng sợ. Cô xoay đầu, thấy Tiểu Giang cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng vô cùng thông minh kéo cô ngồi xổm xuống, nói: Chúng ta nấp vào gầm bàn. Bác sĩ Triệu rút ở gầm bàn, trong lòng thoáng có chút cảm giác an toàn, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, lo âu nói: Trị an viên sao còn chưa đến? Chúng ta có thể bị giết hay không? Trị an viên sao còn chưa tới? Giang Ngọc Nghị thấp giọng nói: Không có việc gì, sẽ có người tới cứu chúng ta. Cô giọng điệu trấn định, vẻ mặt khẳng định, tuy không biết Tiểu Giang lấy đâu ra tự tin cùng sức lực, nhưng bác sĩ Triệu quả thật an lòng chút. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị thô bạo đá văng, cửa phòng vang rầm rầm, bác sĩ Triệu sợ tới mức run lên, cực lực co rúm lại thân thể mình, bưng kín miệng mình. Người đàn ông ở cửa dừng lại vài giây, giọng thô lỗ: Lăn ra đây, đừng ép tao nổ súng. Bác sĩ Triệu bị dọa mặt không còn màu máu, đột nhiên, cô cảm giác Tiểu Giang bên cạnh ấn bả vai mình một cái, sau đó, cô từ gầm bàn chui ra. Người đàn ông ở cửa thân hình khôi ngô, đầu đinh, mắt tam giác, vẻ mặt hung ác. Nhìn thấy cô gái dưới gầm bàn chui ra, khuôn mặt thô ráp của hắn rõ ràng ngẩn ra, con mắt tam giác chợt tỏa sáng, trống lên. Lão Từ, mày xem tao phát hiện cái gì, ha ha, mày xem tao phát hiện cái gì. Phát hiện mẹ mày đẻ con ở bên trong. Kẻ bắt cóc bên ngoài hùng hổ đáp lại: Tao phát hiện một con bé cực phẩm. Tráng hán dùng sức chà chà đầu đinh, ánh mắt thèm nhỏ dãi, hưng phấn nói: Đậu má, trong cái bệnh viện nát này thế mà có con bé cực phẩm như vậy, mày canh ở bên ngoài, bố mày chơi trước một chút. Cô gái này mặc áo blue trắng, khuôn mặt mượt mà, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn làm người ta kinh diễm, hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu xinh xắn, đặc biệt có nốt ruồi lệ khóe mắt, khiến vẻ đẹp của cô thêm một phần quyến rũ khác với số đông. Cực phẩm bao nhiêu thế? Người thanh niên gầy gò bên ngoài gợi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao đặt con mẹ nó biệt cực phẩm. Tráng hán hiển nhiên không có văn hóa. Tiểu Giang. Trong lòng bác sĩ Triệu tuyệt vọng, nào còn có thể có ai đến cứu bọn họ, cho dù các trị an viên xông vào, vậy cũng là rất lâu về sau rồi. Cô nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Giang, cô gái nhỏ ngày thường yểu điệu này, trên mặt thế mà lại không có chút nào sợ hãi cùng kích động. Nhưng ở ngay sau đó, cô bỗng nhiên thay đổi thái độ, sợ hãi lui về phía sau, trong mắt chứa đầy nước mắt, che ngực, yếu ớt đáng yêu, mang theo tiếng nức nở nói: Ông đừng qua đây. Đáng chết. Ngoài bệnh viện, trong xe MPV, Trương Nguyên Thanh thông qua tầm nhìn của tiểu đậu bỉ, thấy được một màn trong văn phòng. Hắn lưng thẳng lên, nói tốc độ cực nhanh: Thập trưởng, dì trẻ của em có nguy hiểm, hành động trước. Em sẽ chống đỡ tới lúc Viên Đình tới. Nói xong, không đợi đám người Lý Đông Trạch phản ứng, hắn bỗng dưng biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. Trong nháy mắt, tựa như dây cháy chậm của thuốc nổ bị điểm hỏa, không khí lập tức khẩn trương nghiêm túc hẳn lên. Lý Đông Trạch phất mạnh tay, ra hiệu Đằng Viễn tiến vào bệnh viện, tiếp theo lại dùng ánh mắt ra hiệu Vương Thái, chuẩn bị xâm nhập hệ thống camera giám sát. Sau khi hạ đạt mệnh lệnh, Lý Đông Trạch ấn nút bộ đàm, trầm giọng nói: Cậu ta đến rồi, cậu ta đã vào bệnh viện, các người tuyệt đối đừng thương tổn con tin. Trong bộ đàm truyền đến thanh âm lười nhác của Lý Hiển Tông: Tốt lắm. Bảo hắn đi đại sảnh lầu 1, đừng tránh đi góc chết của camera giám sát, bằng không tao không bảo đảm con tin tuyệt đối an toàn. Kết thúc trò chuyện, Lý Hiển Tông trong phòng giám sát nắm lên một cái bộ đàm khác, nói: Cá đã mắc câu, mọi thành viên cảnh giác. Cá đã mắc câu, mọi thành viên cảnh giác. Trong văn phòng khoa phụ sản, nghe bộ đàm ở ngực truyền đến thanh âm, hắn nhíu mày, suy nghĩ vài giây, bật cười một tiếng, không để ở trong lòng. Hắn không phải cấp dưới của Lý Hiển Tông, lựa chọn theo gã chơi ván này, thuần túy vì trả thù xã hội, mà không phải săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn gì đó. Dù sao mạng không còn dài nữa, trước khi chết phóng túng một phen. Tráng hán cắm súng lục ở bên hông, liếm môi đi về phía Giang Ngọc Nghị, anh thích vẻ mặt vừa rồi của cưng, bộ dáng sợ hãi của cưng rất mê người. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bả vai chợt lạnh, như là đè một khối băng lạnh. Tráng hán theo bản năng sờ bả vai, lại chưa đụng đến cái gì cả. 2 giây sau, hắn mất đi thị giác. Không có bất cứ sự do dự nào, tráng hán vừa né tránh lung tung, vừa để thân thể bao trùm ngọn lửa nóng rực, cũng thao túng ngọn lửa bành trướng, hóa thành sóng lửa thổi quét văn phòng. Hắn lấy cái này phòng bị khả năng tồn tại kẻ địch áp sát đánh lén. Đột nhiên, ngực tráng hán đau đớn, cảm giác được rõ ràng máu thịt của mình bị cái gì xé rách. Loại đau đớn này hắn rất quen thuộc, là viên đạn xuyên thấu thân thể tạo thành, nhưng hắn rõ ràng chưa nghe thấy tiếng súng. Đau đớn một lần nữa truyền đến, viên đạn liên tiếp bắn lên ngực, mang cơn đau thấu tim truyền đến lần nữa, viên đạn liên tiếp bắn vào ngực, mang trái tim xé vụn thành thịt nát. Lúc này, gây mù của tráng hán đã biến mất, hắn ngạc nhiên nhìn về phía bàn làm việc, nơi đó có một người trẻ tuổi đứng đấy, mặt, mu bàn tay, ngực hiện ra vết cháy màu đỏ đen. Hắn đứng ở trước mặt nữ bác sĩ kia, thay cô ngăn lại ngọn lửa, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Tao thích vẻ mặt của mày, bộ dáng trước khi chết của mày cũng rất mê người. Tráng hán há mồm ra, tựa như muốn tức giận mắng một tiếng, nhưng thanh âm còn chưa bật thốt lên, sinh mệnh đã rời khỏi trước một bước. Trương Nguyên Thanh đánh giá vài lần, sau khi xác nhận gã hoàn toàn chết đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía dì trẻ. Giang Ngọc Nghị trợn mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn mở ra tới trình độ có thể nhét quả trứng gà, khó có thể tin nhìn cháu trai. Vẻ mặt này ta thích. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh dời xuống, liếc nữ bác sĩ trung niên ngồi xổm dưới gầm bàn run rẩy, vung đao tay đánh ngất đối phương. Nữ bác sĩ hừ một tiếng, ngã gục xuống đất. Trương Nguyên Thanh thu hồi đao tay, theo bản năng cảm thấy như vậy quá nóng nảy, không đủ lễ phép, nhưng lại cảm thấy rất bình thường, liền không nghĩ nhiều, nhìn về phía dì trẻ. Nguyên tử. Dì trẻ lắp bắp nói, đôi mắt đẹp ngập nước tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, tựa như không thể tiếp thu cháu trai đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng đồng thời, trong kinh ngạc mờ mịt, lại có loại vui sướng lúc cần được cứu vớt nhất, người tin cậy nhất từ trên trời giáng xuống. Dì trẻ, dì không sao chứ? Giang Ngọc Nhị qua một tiếng khóc lên, làm một cú chim én nhỏ lướt đầu rừng, ôm lấy cháu trai, thấp giọng nức nở. Trương Nguyên Thanh khẽ vỗ về lưng dì trẻ, thấp giọng an ủi, bây giờ không phải thời điểm giải thích, dì ở yên lại chỗ này, cháu đi giải quyết những kẻ bắt cóc kia. Có vấn đề gì, buổi tối dì tới phòng cháu, chúng ta đến lúc đó lại nói. Chuyện kẻ bắt cóc ầm ĩ như vậy, người sống sót về sau đều phải ký hiệp nghị giữ bí mật, mà dì trẻ tận mắt thấy thao tác của hỏa sư vừa rồi, cùng với mình hiện thân, sự tồn tại của siêu năng lực liền không giấu được cô. Hơn nữa hắn tới vội vàng, chưa dịch dung, dù sao linh cảnh không có cơ chế gạt bỏ, liền dứt khoát tự lộ thân phận. Trương Nguyên Thanh cho rằng, cứu người nhà không cần thiết che giấu, mà không chủ động lộ ra, là không muốn đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của người nhà, bây giờ, cô đã cuốn vào sự kiện linh cảnh hành giả, vậy liền thuận theo tự nhiên. Mày đừng đi. Giang Ngọc Nhị ôm chặt lấy lưng cháu trai, hoảng sợ nói, bọn chúng có súng. Trương Nguyên Thanh không quá thích ứng tiếp xúc thân mật như vậy, nhẹ nhàng đẩy cô ra, thấp giọng nói. Dưới lầu có bom, không giải quyết bọn chúng, người trong bệnh viện đều phải chết, tin tưởng cháu. Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thấy dì trẻ khục khịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, xem ra mình bây giờ rất có khí chất trưởng thành của độc cô nhất phương nha, dì trẻ cũng bị khí thế vương bá của mình khuất phục rồi. Hắn ra hiệu dì trẻ ngồi ở trên ghế, suy tư một bước tiếp theo làm như thế nào, hắn rất nhanh phân tích ưu thế cùng hoàn cảnh xấu của hai bên. Hoàn cảnh xấu của Lý Hiển Tông là thời gian, hắn tuyệt không dám dây dưa ở bệnh viện quá lâu, chờ chấp sự khu khác, thậm chí trưởng lão chạy tới, Lý Hiển Tông phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên cách nghĩ của vị yêu mê hoặc này, hẳn là ở trong thời gian ngắn nhất, ép Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào bệnh viện, sau đó dẫn nổ bom. Bom là ưu thế của kẻ bắt cóc, một khi dẫn nổ, thương vong vô số, đó chính là tin tức đầu đề. Toàn bộ hành giả chính phủ khu Khang Dương đều phải chịu xử phạt. Cho nên kế tiếp quan trọng nhất là giải quyết bom. Điều khiển từ xa của quả bom khẳng định không ở trong tay Lý Hiển Tông. Hắn dám làm ra lần khủng bố tập kích này là lợi dụng ý tưởng đá cùng vỡ của nô bộc phán quan mắt quỷ, là tập kích kiểu tự sát, mà Lý Hiển Tông sẽ không ngọc đá cùng vỡ, ở trong lòng loại người này, mạng của người thường sao có khả năng so sánh với mình. Kẻ bắt cóc còn có 5 tên, mình không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn xử lý nhiều linh cảnh hành giả như vậy, tập trung điều khiển từ xa là mấu chốt. Cách nghĩ của Trương Nguyên Thanh cực kỳ rõ ràng, rất nhanh chế định ra kế hoạch, trước xử lý kẻ bắt cóc nắm trong tay điều khiển bom, giải quyết quả bom, kế tiếp liền có thể tính toán cho lâu dài. Mà làm sao tập trung điều khiển từ xa của bom? Trương Nguyên Thanh tính hỏi Linh, từ trên thân hỏa sư này tìm kiếm manh mối. Nghĩ đến liền làm, đáy mắt Trương Nguyên Thanh dâng trào màu tối đen, câu thông linh lưu lại ở trong thi thể, triệu hồi nó ra, nuốt chửng vào. Giang Ngọc Nhị trợn to mắt, vành mắt ửng đỏ, bộ dáng mờ mịt, tựa như một cô gái nhỏ không hiểu tình huống, lại không dám hỏi kỹ. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh mở mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Bom có hai chỗ, lầu 1 cùng lầu 2 đều có một quả, điều khiển từ xa bom lầu 1, ở trong tay kẻ bắt cóc lầu 2, điều khiển từ xa quả bom lầu 2, thì ở trong tay kẻ bắt cóc lầu 1. Nói cách khác, hắn phải cùng lúc xử lý hai kẻ bắt cóc nắm giữ thiết bị khống chế. Một mình không làm được, đồng thời giết chết kẻ bắt cóc ở lầu 2 cùng lầu 1, để Đằng Viễn hỗ trợ. Không, anh ta một khi đi vào đại sảnh bệnh viện, bom sẽ lập tức nổ tung. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng soạn tin nhắn, gửi cho Lý Đông Trạch. Sau đó, hắn nhìn về phía dì trẻ, thấp giọng nói, dì trốn ở chỗ này, tuyệt đối đừng đi ra ngoài, nếu xảy ra vụ nổ, không cần hoảng. Dì trẻ ngoan ngoãn gật đầu, lại lo lắng nói, mày thì sao? Cháu không sao. Trương Nguyên Thanh khoát tay, tiếp theo cảm nhận được điện thoại di động rung lên, Lý Đông Trạch gửi tin nhắn. Đội trưởng Viên 2 phút sau đến. Một bên khác, ngoài tòa nhà phòng khám bệnh, Đằng Viễn đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đè nút bộ đàm. Lý Hiển Tông, mày hẳn là có thể nhìn thấy tao rồi. Trong bộ đàm truyền đến tiếng cười lười biếng, tao làm sao biết mày có phải Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Bỏ khẩu trang cùng mũ ra cho tao nhìn xem. Đằng Viễn lạnh nhạt nói, bỏ khẩu trang cùng mũ ra, mày có thể xác định là tao. Có đạo lý. Tiếng cười của Lý Hiển Tông truyền đến. Vậy tao coi như mày là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ cho mày một sự nhắc nhở, dưới quầy hỏi ở lầu 1, bom lắp ở đó có vài phút nữa, sẽ tự động nổ tung. Thiết bị khống chế ở trên người tên mặc áo khoác màu đen kia, muốn cứu người thường trong bệnh viện, thì mau chóng hành động. Nguyên Thủy Thiên Tôn, để tao nhìn xem trình độ của mày đi. Đằng Viễn nâng tay, đặt ở bên tai, thấp giọng nói, nghe thấy chưa? Microphone không dây truyền đến tiếng của Lý Đông Trạch. Hắn đang lừa cậu, lầu 1 cùng lầu 2 đều có bom, nhưng thiết bị khống chế bom lầu 1 ở trong tay kẻ bắt cóc lầu 2, cậu một khi xâm nhập, kẻ bắt cóc lầu 2 sẽ dẫn nổ bom lầu 1. Đằng Viễn, anh làm sao mà biết được? Lý Đông Trạch, Nguyên Thủy đã lẻn vào bệnh viện, cậu ta ám sát một kẻ bắt cóc, thông qua hỏi linh thu hoạch tình báo. Đằng Viễn, thằng nhóc này, thực làm người ta an tâm mà, quay về tăng lương cho cậu ta. Lý Đông Trạch, tôi mới là thập trưởng. Lý Đông Trạch, cậu tạm thời đừng đi vào, làm bộ do dự, có thể kéo dài bao lâu thì bấy lâu, Lý Hiển Tông đang chú ý cậu. Đằng Viễn, tính toán thời gian, chấp sự cùng tiểu đội khác sắp tới rồi. Anh từng nghĩ, Lý Hiển Tông dựa vào cái gì còn dám ở lại trong bệnh viện hay không? Nội tình cùng tự tin của hắn là cái gì? Lý Đông Trạch, cậu là nói, hắn có tự tin thoát thân. Nói đến một nửa, Lý Đông Trạch chuyển hướng, Viên Đình đến rồi, chuẩn bị hành động, Đằng Viễn cậu xem tình huống trợ giúp. Đằng Viễn, rõ. Viên Đình lẻn vào bệnh viện rồi, anh ta phụ trách đánh gục kẻ bắt cóc lầu 1, cậu phụ trách lầu 2. 3 giây sau, tôi sẽ bảo Vương Thái chặt đứt hệ thống camera giám sát trong bệnh viện. Điện thoại di động khẽ rung lên, Trương Nguyên Thanh xem xong tin tức, trong lòng thầm đếm, 1, 2, 3. Hắn tiến vào dạ du, như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương lao ra ngoài. Một bên khác, trong phòng giám sát, ánh mắt Lý Hiển Tông từ trên người Đằng Viễn dời đi, đầu tiên là xem thời gian, tiếp theo đảo qua lầu 1, lầu 2, lầu 4. Thời gian của hắn không nhiều nữa, loại cách chơi này lợi dụng là thời gian chênh lệch, tiếp tục tiêu hao dần, chỉ còn đường chết, nhiều nhất 5 phút đồng hồ hắn phải rút lui. Nghĩ đến đây, Lý Hiển Tông theo bản năng sờ sờ túi tiền, xác nhận đạo cụ còn ở trong túi. Đạo cụ này không có tính công kích, nhưng cấp bậc rất cao, trừ một ít thủ đoạn phong cấm đặc thù, không ai có thể vây khốn hắn. Đây là nguồn gốc cho sự tự tin hắn có gan mạo hiểm, có gan chơi khủng bố tập kích. Phải biết rằng, ở đô thị lớn làm ra khủng bố tập kích, trừ phi không muốn sống, nếu không cho dù là cao thủ giai đoạn thánh giả, cũng không dám chơi như vậy. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, cầm lấy bộ đàm. Số 4, để tao nhìn thấy mày, số 4. Để tao nhìn thấy mày. Trong bộ đàm im ắng, không ai đáp lại. Lý Hiển Tông khẽ nhướng chân mày, chuyển sang hỏi, số 5, làm sao thế? Gã gầy gò ở sảnh đợi khám bệnh của lầu 4 nắm lên bộ đàm trả lời, cười hề hề nói, số 4 ở bên trong chơi gái, nghe nói gặp được một đứa cực phẩm. Mày đi xem xét một chút, tao hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ẩn núp vào. Hắn không phải ở cửa sao? Lý Hiển Tông cười nói, lời của chính phủ, mày sẽ tin. Gã gầy gò lập tức bỏ lại con tin, đi về phía hành lang khoa phụ sản. Cùng lúc này, Lý Hiển Tông thấy từng màn ảnh giám sát, hình ảnh chập chờn, toàn bộ biến thành bình bông tuyết. Đến rồi. Lý Hiển Tông hướng bộ đàm ra lệnh. Có người chặt đứt camera giám sát rồi, lập tức dẫn nổ bom. Kẻ bắt cóc lầu 2 thu được tin tức bộ đàm, một gã làn da ngăm đen, trầm mặc ít lời trong đó không có bất cứ sự do dự gì, đưa tay sờ về phía túi tiền. Hắn chờ giờ khắc này rất lâu rồi. Từ một khắc biết được Hắc Vô Thường bị giết, chén thánh rơi vào trong tay chính phủ, cuộc đời của hắn cũng chỉ còn lại tuyệt vọng. Cuộc đời tuyệt vọng, nên ở cuối cùng nở rộ ra đốm lửa hoa mỹ. Đoàng đoàng. Ngay tại khoảnh khắc ngón tay hắn chạm đến thiết bị dẫn nổ, hai viên đạn nổ tung ở gáy hắn, lực đánh cùng ánh lửa bùng nổ, đánh cho thân thể người đàn ông lệch đi, vấp váp lui về phía sau. Hình ảnh óc văng khắp nơi trong tưởng tượng chưa xảy ra, đây là một tên thổ quái. Ở phía sau hai người, thân hình kẻ tập kích hiện ra, tướng mạo trẻ tuổi, khuôn mặt giăng kín vết cháy đen đỏ. Đối mặt tập kích bất thình lình, hai kẻ bắt cóc sớm có chuẩn bị trong lòng, một kẻ nâng súng bắn, một kẻ tiếp tục, quá trình dẫn nổ bị gián đoạn. Đoàng đoàng. Viên đạn bắn trúng người đánh lén, lại như đánh trúng ảnh ngược. Trương Nguyên Thanh ẩn thân ở trong góc, lấy ra bù nhìn khuôn mặt vặn vẹo biến hóa, vặn vẹo mọc ra mắt, mũi, đúng là bộ dáng của thổ quái. Hai ngón tay Trương Nguyên Thanh kẹp đầu bù nhìn, chợt dùng sức. Bù nhìn lộ ra vẻ mặt đau đớn. Một giây sau, tên thổ quái kia đột nhiên ôm cổ, phát ra tiếng a a gian nan, khuôn mặt hắn bị một tầng sắc thái tro bụi bao phủ. Đủ loại cảm xúc tiêu cực hiện lên ở trong đầu, phẫn nộ, đau đớn, giết chóc, căm hận, bi thương. Lý trí vị thổ quái này ở trong sa ngã đánh mất, biến thành man thú bị cảm xúc tiêu cực chi phối. Hắn tập trung mục tiêu là một tên bắt cóc khác duy nhất có nguy hiểm, bổ nhào về phía hắn. Đệt. Đồng bạn vẻ mặt âm trầm tức giận mắng một tiếng, vừa lui về phía sau, vừa mang nòng súng nhắm vào thổ quái, bóp cò. Đoàng đoàng đoàng. Từng viên đạn bắn vào trên đầu thổ quái, như đánh trúng hộ giáp sắt thép, đạn bắn ra bốn phía, dọa con tin xung quanh bối rối, thét chói tai, hốt hoảng chạy trốn. Người đàn ông vẻ mặt âm trầm vứt bỏ súng lục bắn trượt, lắc mình một cái tránh đi nắm đấm không có kết cấu của thổ quái, đưa tay sờ về phía túi của đối phương. Hắn muốn lấy được thiết bị dẫn nổ. Lúc này, khóe mắt người đàn ông vẻ mặt âm trầm liếc thấy người đánh lén một lần nữa hiện thân, xuất hiện chỗ mấy mét bên trái, khác với ảo ảnh vừa rồi là, khuôn mặt người đánh lén có thêm một cái kính râm. Người đánh lén nâng lên nòng súng ngắm chuẩn hắn. Đoàn. Súng lục họng súng lớn phun ra khói thuốc súng cùng ngọn lửa, đầu đạn màu lửa đỏ xoay tròn tốc độ cao, bắn ra một mảng bọt nước bắn tung tóe trên thân kẻ bắt cóc, tựa như hòn đá ném vào ao nước. Đây là một vị thủy quỷ. Hắn có thể tạm thời không để mọi công kích vật lý vào mắt. Người đàn ông sắc mặt âm trầm hướng người đánh lén lộ ra nụ cười trào phúng, hắn thành công thò tay vào túi quần thổ quái. Nhưng ngay lúc này, người đánh lén vứt bỏ súng lục, hai tay không biết khi nào có thêm một đôi găng tay che nửa ngón tay màu đỏ, hai tay nắm đấm lại đập ở ngực. Ầm. Lửa cùng sóng nhiệt quay cuồng, tựa như một viên lựu đạn đương lượng nổ cao nổ tung ở sảnh đợi khám bệnh, sóng xung kích chấn động vách tường chớp lên một phen, lửa liếm vào vật phẩm dễ cháy. Thủy quỷ và thổ quái ở trong tiếng nổ mãnh liệt, song song bay ra ngoài. May mắn vừa rồi chiến đấu, khiến con tin phụ cận chạy tứ tán, bằng không chỉ lần này, con tin đã sớm chết 7-8 phần. Đương nhiên, cũng chính là vì con tin chạy thoát, Trương Nguyên Thanh mới dám dùng một chiêu này. Hắn nhặt lên súng lục bùng nổ trên mặt đất, hướng thủy quỷ bóp cò, ép hắn không ngừng quay cuồng. Trương Nguyên Thanh đang nghe truyện trên TV Audio CV vừa nổ súng, vừa đi về phía thổ quái cứng ngắc, tựa như sát thủ lạnh lùng hành tẩu ở trong mưa bom bão đạn. Lúc này, thổ quái lắc đầu, lảo đảo đứng lên. Trương Nguyên Thanh tung người nhảy lên, hai đầu gối quỳ về phía xương cổ đối phương, thổ quái một lần nữa nằm úp sấp về trên mặt đất. Cái tay đeo găng chộp một cái về phía hư không, lấy ra một cây đoạn đao màu bạc dài 40 cm, giơ lên cao, hướng cái gáy thổ quái ra sức đâm xuống. Phập. Hiệu quả phá giáp của lưỡi dao khát máu, trực tiếp phá hủy phòng ngự thổ quái lấy làm kiêu ngạo, nửa lưỡi dao đâm vào đầu. Thổ quái nhất thời không giãy dụa nữa. Tên thủy quỷ kia nhân cơ hội chạy về phía chỗ sâu trong khu hỏi chẩn đoán bệnh. Trương Nguyên Thanh không đi quan tâm thủy quỷ đào tẩu, lấy ra thiết bị dẫn nổ trong túi thổ quái, hắn vừa lấy được món đồ này, liền nghe thấy hành lang ngoài sảnh chờ chẩn đoán vang lên tiếng rơi xuống đất nặng nề. Theo tiếng nhìn lại, là Viên Đình. Vị Hạ Lưu Chi Vương này mặc quần âu màu đen, áo sơ mi màu đen, trên khuôn mặt có một luồng khí chất tôn quý vô cùng. Ở bên cạnh hắn, còn có một tráng hán khôi ngô sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cứng ngắc, hai ngón tay đen thui bén nhọn, ánh mắt đục ngầu. Đây là một cương thi. Hai kẻ bắt cóc dưới lầu giải quyết rồi, con tin đã đuổi đi, cậu lấy được thiết bị dẫn nổ chưa? Viên Đình tốc độ nói cực nhanh. Tôi cũng xử lý xong rồi. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh từ trên thân cương thi dời đi, nói, nhưng chạy thoát một tên thủy quỷ, tầng 4 cũng còn có một kẻ bắt cóc, còn có Lý Hiển Tông. Hành động thuận lợi hơn so với hắn đoán trước. Giải quyết xong quả bom, con tin liền có thể thoát đi, bằng nhân số trước mắt của kẻ bắt cóc, rất khó khống chế con tin nữa. Hơn nữa lúc này đám người Lý Đông Trạch tất nhiên đã bắt đầu hành động. Viên Đình gật đầu nói, làm không tệ, cậu trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Đừng lãng phí thời gian, đi lầu 4 đi. Hắn vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên tràn ngập lên một đám sương mù. Sương mù trắng xóa bao phủ che chắn tầm nhìn, cũng che phủ Viên Đình trong tầm mắt của Trương Nguyên Thanh. Cẩn thận, yêu mê hoặc giai đoạn thánh giả gọi là chúa tể sương mù, tác chiến ở trong sương mù dày đặc, bọn họ là vô địch, đây là đạo cụ của Lý Hiển Tông, thanh âm Viên Đình chợt kết thúc. Xung quanh tràn đầy yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh không phân biệt được phương hướng, toàn bộ thế giới tựa như chỉ còn một mình hắn. Nơi ánh mắt có thể đạt được đều là sương mù dày đặc, sương mù dạng hạt theo luồng khí mà đi, tựa như suối nước, tựa như lụa mỏng bay múa. Trương Nguyên Thanh chưa đi lung tung khắp nơi, cẩn thận đứng ở tại chỗ. Lý Hiển Tông triệu hồi đám sương mù này là không tính bỏ qua. Hắn kéo dài càng lâu, xác suất thoát đi liền càng nhỏ, kẻ này là có chỗ dựa khác, hay là đầu óc xảy ra vấn đề. Mặt khác, tuy Phó Thanh Dương không liên lạc được, nhưng văn phòng cảnh sát khẳng định báo cáo sự tình lên, chấp sự trong khoảng thời gian ngắn không chạy đến được có thể lý giải, cậu trưởng lão cũng không chạy tới sao. Lần sau nhìn thấy hắn, mình vẫn muốn xoa mạnh cái đầu chó. Đang nghĩ, hắn nghe thấy một tiếng súng vang, trong lòng lập tức rùng mình, theo bản năng bổ nhào quay cuồng. Đoàng đoàng. Lại là hai tiếng súng vang, bụng Trương Nguyên Thanh đau nhói, biết mình đã trúng đạn. Bằng vào ký ức, hắn lăn mãi đến cạnh chỗ ngồi công cộng, mượn dùng quầy hỏi thăm ngăn cản viên đạn đến tiếp sau. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân từ sâu trong sương mù dày đặc truyền đến, tiếp theo là một tiếng cười tản mạn. Tao còn có 2 phút thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu mày có thể kiên trì 2 phút ở dưới tay tao, vậy chúng ta lần sau lại chơi tiếp. Bằng không, tao hôm nay liền sớm kết thúc thí luyện, lấy đầu mày đổi tiền thưởng. Kiêu ngạo. Trương Nguyên Thanh đặc biệt nóng nảy dễ giận, theo bản năng muốn nâng súng lục lên bắn về phía phát ra âm thanh, sau đó kiềm chế tính tình nóng nảy. Hắn đang kích thích mình ra tay. Trương Nguyên Thanh nhớ lại chi tiết vừa rồi. Lúc tiếng súng vang lên, hắn là đứng ở tại chỗ bất động, nếu đối phương lúc ấy đã tập trung mình, vậy đầu đã sớm nở hoa rồi. Nhưng, chờ hắn làm ra động tác quay cuồng, viên đạn mới trúng bụng. Là vì bia ngắm di động dễ trúng hơn so với bia cố định. Hiển nhiên không phải, mà là mình đứng thẳng bất động, lúc ấy chưa bại lộ vị trí, về sau khi quay cuồng, mới bị tập trung. Đối phương rất có thể là căn cứ sương mù rung động để phán đoán vị trí của mình. Trương Nguyên Thanh lặng yên triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, thao túng nó trèo lên quầy hỏi thăm, đánh đổ chậu hoa. Đoàng đoàng. Tiếng chậu hoa vỡ cùng tiếng súng đồng bộ vang lên. Quả nhiên, hắn là dựa vào sương mù rung động để phán đoán vị trí. Trương Nguyên Thanh ở khoảnh khắc súng tiếng vang lên, bổ nhào ra ngoài, bắn về phía nguồn âm thanh. Vỏ súng trượt đi, nòng súng phun ra lửa cùng khói thuốc súng, đầu đạn ở trong sương mù dày đặc ma sát ra quỹ tích màu đỏ nhạt. Viên đạn chưa trúng kẻ địch, hóa thành đạn lạc bật ra ở trên thân tường. Đây mới là trình độ bắn chân thật của hắn. Đáng chết, chưa trúng. Trương Nguyên Thanh liên tục quay cuồng, tiến vào tiềm hành, chạy về phía sảnh đợi khám bệnh. Không cần thiết cứng đối cứng với kẻ này, con tin đã giải cứu, đào tẩu là lựa chọn chính xác. Tao là có đồng bạn, vì sao phải đơn đấu với mày? Hắn vừa có động tác, sương mù phía sau dâng trào, triều dân ập tới. Trương Nguyên Thanh không chút nghĩ ngợi, quay đầu nổ một phát súng. Kẻ tập kích phía sau tựa như sớm dự liệu được động tác của hắn, ở trước khi hắn quay đầu giơ cánh tay, đầu hơi lệch đi, hào quang màu đỏ nhạt dán bên tai đối phương bắn qua. Ở trong sương mù của tao, mày là không chạy thoát đâu. Khoảng cách hai bên đủ gần, trong sương mù dày đặc lộ ra một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao cao, mắt sắc bén như đao, khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ giống như trào phúng giống như khiêu khích. Trương Nguyên Thanh cùng lúc thấy rõ khuôn mặt này, cũng nhìn thấy đôi mắt đối phương đột nhiên hiện ra phù văn quỷ dị màu đỏ sậm. Mê hoặc. Kỹ năng thương hiệu của yêu mê hoặc ở giai đoạn siêu phàm, mê hoặc thời gian dài có thể đạt tới trình độ thao túng người khác, mê hoặc ngắn ngủi, có thể tạo thành chấn động đối với tinh thần lực người ta. Trương Nguyên Thanh không chút dao động, nâng nòng súng lên bắn qua một phát. Có kinh nghiệm lần trước chiến đấu với U Hướng Vinh, hắn đã sớm cho bản thân một phát tịnh hóa. Khuôn mặt Lý Hiển Tông lộ ra kinh ngạc rõ ràng, hắn bày ra sức phản ứng yêu mê hoặc nên có, thân thể ngửa ra sau, kéo chân phải, đá, bóp vào cổ tay Trương Nguyên Thanh, viên đạn bắn về phía trần nhà. Súng lục bùng nổ trong tay Trương Nguyên Thanh rời tay bay đi, xoay tròn rơi ra khỏi lan can, rơi về đại sảnh lầu 1. Không có bất cứ sự do dự nào, Trương Nguyên Thanh thi triển kỹ năng dạ du, ẩn đi thân hình. Lúc này, hắn thấy Lý Hiển Tông nâng nòng súng, chỉ về phía mình đã sớm né tránh đến một bên. Hắn có thể nhìn thấy mình. Hắn là căn cứ sương mù lưu động phán đoán vị trí của mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình. Dạ du có thể che giấu thanh âm, khí tức, cùng nhiệt lượng, nhưng không phải thật sự hư hóa, khi hành động khẳng định sẽ tạo thành luồng khí. Trên trình độ nào đó, năng lực này của yêu mê hoặc rất khắc chế tiềm hành của thần dạ du. Đoàn đoàn. Viên đạn bắn lên mặt đất, đánh vỡ gạch, Trương Nguyên Thanh tránh đi viên đạn không lưng vòng đến phía sau Lý Hiển Tông, rút ngắn khoảng cách, không cho đối phương cơ hội nổ súng. Hắn một tay cầm chày phục ma, một tay cầm lưỡi dao khát máu, thứ trước đâm về phía lưng, thứ sau chọc về phía cổ. Khóe miệng Lý Hiển Tông nhếch lên, bước chéo sang bên cạnh một bước, quay người, tay phải 5 ngón tay tung bay, dao bướm màu bạc ở trong quá trình tung bay mở cánh ra, lộ ra lưỡi dao nguy hiểm. Lý Hiển Tông trở tay quét ngang, vừa vặn vung lên chém vào lưỡi của lưỡi dao khát máu, keng, tia lửa văng khắp nơi. Hổ khẩu Trương Nguyên Thanh tê dại, suýt nữa không cầm được chui đao. Đột nhiên, trong thị giác của Trương Nguyên Thanh nhìn thấy cơ bắp phần chân Lý Hiển Tông bành trướng, cơ thịt trên lưng chợt căng lên, phát ra một lực lượng từ trên cao hướng xuống. Con mắt quan sát giao cho hắn năng lực dự đoán trước hành động của đối phương. Trương Nguyên Thanh lập tức nhấn một bàn tay xuống một cái. Rắc. Tiếng nước xương rất nhỏ truyền đến, xương bàn tay hắn bị đầu gối cứng rắn đánh nứt. Trương Nguyên Thanh lão đảo lui về phía sau. Sương mù dày đặc ít nhiều vẫn che chắn tầm mắt, bằng không hắn có thể phản ứng lại nhanh hơn. Chỗ đầu gối Lý Hiển Tông dâng lên ngọn lửa, đốt thủng quần, làm bỏng đầu gối, nhưng hắn tựa như không biết đau, không chút nào đình trệ bắt đầu công kích đến tiếp sau. Dao bướm hoặc đâm hoặc vung, hoặc chém hoặc chọc, cắt ra ở trên người Trương Nguyên Thanh từng vết thương khó có thể khép lại. Đồng thời, cái tay để không của hắn, hai chân hắn, đều là vũ khí đáng sợ, đánh Trương Nguyên Thanh liên tiếp bại lui. Năng lực cận chiến của Lý Hiển Tông so với Trương Nguyên Thanh cao hơn vài cấp bậc, cấp 3 tố chất thân thể cũng cao hơn thần dạ du cấp 2. Nếu không phải con mắt kẻ quan sát giao cho hắn năng lực dự đoán trước, bạo đồ quyền sáo giao cho hắn nhanh nhẹn, Trương Nguyên Thanh giờ phút này đã đầu một nơi mình một nẻo. Phốt! Lý Hiển Tông một đao cắt rách ngực Trương Nguyên Thanh, máu tươi phun ra từng mảng lớn, vị yêu mê hoặc này nhấm nháp được hương vị máu tươi, đôi mắt đỏ rực, chiến ý dâng cao. Bịch bịch bịch! Trương Nguyên Thanh vừa thở dốc, vừa lui về phía sau. Trạng thái bây giờ của hắn rất không ổn, cả người đau đớn, vết thương không thể khép lại khiến hắn dần dần xuất hiện dấu hiệu mất máu quá nhiều, sinh ra ván đầu, mệt mỏi các loại bệnh trạng. Hiển nhiên, con dao bướm này trong tay Lý Hiển Tông cũng có công năng chảy máu. Viện binh sao còn chưa đến, là sương mù dày đặc trở ngại bọn họ. Mình sắp không chống đỡ được rồi. May mắn chưa dùng lư hương cốc trời, bằng không chơi với lửa có ngày chết cháy. Trạng thái thân thể Trương Nguyên Thanh trượt xuống thẳng tắp. Đối mặt kẻ địch công kích dày đặc như mưa rào, hắn thậm chí cũng không có thời gian lấy ra khăn vang đỏ, hơn nữa, triệu hồi cô dâu ma cần 2 đến 3 giây tụ lực, cô ta mới sẽ xuất hiện, không thích hợp dùng ở loại thời điểm này. Phải nghĩ cách sáng tạo thời gian. Cũng không tệ lắm, nhưng yếu hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Lý Hiển Tông thè đầu lưỡi, tựa như muốn liếm vết máu trên lưỡi dao, nhưng không biết vì sao nhịn xuống, nhếch miệng cười nói. Còn có 1 phút đồng hồ, đừng nghĩ viện binh sẽ đến cứu mày, sương mù dày đặc sẽ làm bọn họ bị lạc phương hướng, chế tạo ra hiệu quả tương tự quỷ dựng tường, không có ai sẽ đến cứu mày một miếng thịt trên thớt. Ngoài miệng nói, tay chân không chậm, không cho Trương Nguyên Thanh cơ hội thở dốc, tung người lao tới. Kiêu ngạo con bà mày! Trong mắt Trương Nguyên Thanh chợt lóe ánh lửa, hai tay nắm đấm, hung hăng đập một phát lên ngực. Ầm! Lửa cùng luồng khí quay cuồng ở đại sảnh đợi khám bệnh. Trong mắt Trương Nguyên Thanh lửa giận sôi trào, căn bản không ngừng, liên tiếp đập nắm tay. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ một lần tiếp một lần, lực đánh giống như thủy triều. Lý Hiển Tông bị nổ tung dày đặc chấn mộng, luồng khí đẩy lên ngực hắn, ném hắn bay đi, khiến hắn cuộn lại như con tôm, bỏ qua công kích. Vụ nổ duy trì mười mấy giây, rốt cuộc bình ổn, Trương Nguyên Thanh than ngã xuống đất, thất khiếu tràn đầy huyết, nhiều chỗ gan xuất hiện tổn thương, nhưng cuối cùng chế tạo ra cơ hội. Không có do dự, hắn lập tức triệu hồi ra khăn voan đỏ. Nhưng đúng lúc này, Trương Nguyên Thanh kịch liệt ho khan, ho ra máu, ho tới mức chóp mũi ứa máu, trước mắt hắn xuất hiện ảo giác, phổi nóng như lửa thiêu, nội tạng cũng nhanh chóng suy kiệt. Hắn đã trúng độc. Lý Hiển Tông cuộn mình dưới đất cười lên, tiếng cười kiêu ngạo mà khoái ý quanh quẩn, hắn chậm rãi bò dậy, khóe miệng nhếch lên. Sinh mệnh lực của thần dạ du quả nhiên cường đại, tao bôi cổ độc ở trên lưỡi dao, qua hơn một phút mới thấy hiệu quả. Vu cổ sư tuy hèn mọn dơ bẩn, nhưng thủ đoạn của bọn hắn quả thật hữu dụng. Hắn từng giết một vu cổ sư cấp 4, hắn có cổ độc. Tầm mắt Trương Nguyên Thanh càng lúc càng mồ hôi, tay chân không dùng được sức, trái tim nhảy lên bắt đầu mỏng manh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lý Hiển Tông không nói lời thừa thêm nữa, rút ra súng lục cắm ở bên hông, nhắm vào đầu Trương Nguyên Thanh. Xin lỗi, đầu của mày, tao nhận. Ngay sau đó, hắn mất đi thị giác. Vị trí cẳng chân Lý Hiển Tông, một tiểu anh linh gắt gao vây quanh, đổi đi thị giác của hắn. Tiểu đậu bỉ. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hắn chưa hướng tiểu đậu bỉ truyền đạt chỉ lệnh công kích, một mặt là mệt mỏi ứng phó kẻ địch, một mặt là bao tay bùng nổ khiến hắn trở nên lỗ mãng cùng ngốc nghếch. Nhưng thấy chủ nhân có nguy cơ, tiểu đậu bỉ tự mình lên rồi, nói đi cũng phải nói lại, nó đã có linh trí không thấp. Bắt lấy cơ hội này, hai tay Trương Nguyên Thanh run rẩy, gian nan đội khăn voan đỏ ở trên đầu. Hừ. Lý Hiển Tông mất đi thị giác không chút kinh hoảng, từ trong ô vật phẩm lấy ra một cái áo khoác phát ra mùi tanh tưởi, khoác ở trên người. Tiếp theo, hai tay hắn chắp lại, hướng bên chân vái một cái. Tước phúc, nguyền rủa. Tước phúc cùng nguyền rủa của vu cổ sư là chẳng phân biệt thân thể cùng linh thể, đối phó linh thể tuy không thuận buồm xuôi gió như huyễn thuật sư, nhưng oán linh cấp bậc không cao, đạo cụ cấp thánh giả này có thể tạo được hiệu quả không tệ. Áo khoác dơ bẩn nhộn nhạo lên hào quang màu đen, như thủy triều cọ rửa về phía anh linh chỗ cẳng chân. Tiểu đậu bỉ hét trầm lên, thân thể nhanh chóng tiêu tán, hơn nữa biến thành đục ngầu, nhiễm lên dơ bẩn, nhưng nó vẫn không buông tay. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Thị giác trao đổi qua, tiểu đậu bỉ kiên trì đến cuối cùng, mềm nhũn ngã xuống đất, trở nên càng lúc càng nhạt, càng lúc càng nhạt. Vừa khôi phục thị giác, Lý Hiển Tông nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, phát hiện đầu hắn đội vải đỏ, âm khí đáng sợ mà mênh mông rập trời rập đất buông xuống, như thủy triều, như sóng thần. Lý Hiển Tông dựng thẳng lông tơ, trực giác đến từ yêu mê hoặc bắt đầu cảnh báo. Hắn hướng về đầu kẻ địch bắn 2 phát, không đi nhìn kết quả, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cây phấn viết, vẽ ở trên mặt đất một vòng tròn. Ngay sau đó, màn ánh sáng màu vàng bao phủ vòng tròn, bao phủ hắn. Lý Hiển Tông biến mất ở trong màn ánh sáng. Mà lúc này, thân thể Trương Nguyên Thanh bị cô dâu ma tiếp quản, hai cánh tay biến thành đen sì, cơ thịt cuồn cuộn, mạch máu màu đen nổi lên, 10 ngón tay bắn ra móng tay bén nhọn. Nhưng kẻ địch đã biến mất. Cô dâu ma tìm không thấy kẻ địch, ngay ra ở tại chỗ. Đi cứu nó. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng yên lặng nói. Cô dâu ma cảm nhận được ý chí của hắn, chậm rãi đi về phía tiểu đậu bỉ bên bờ vực tiêu tán. Trương Nguyên Thanh ảnh hưởng cô dâu ma, chậm rãi quỳ xuống, giang hai tay, ôm anh linh sắp mất đi vào trong lòng, tựa như ôm ấp thứ mất đi rồi lại có. Hắn mang tiểu đậu bỉ dung nhập trong thân thể, rốt cuộc như trút được gánh nặng mất đi ý thức. Vịnh Phó Gia. Mặt trời chiều ngã về Tây, trong phòng hội nghị rộng rãi. Vẻ mặt Phó Thanh Dương như sương động, nghe các cấp dưới báo cáo. Trước bàn hội nghị, Bạch Long, Thanh Đằng, Đằng Viễn, Đại Cơ Bá, Quyền Vương các đội trưởng khu Khang Dương ngồi đó, cùng với bộ phận thành viên quan trọng. Trong lần tập kích này nhằm vào bệnh viện Bình Thái, có 7 người bị hại, 23 người bị thương nhẹ, bom đã tháo dỡ, nhưng tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, trước mắt đã chuyển giao văn phòng cảnh sát xử lý. Lý Đông Trạch đơn giản lướt qua chuyện giải quyết hậu quả, những thứ này không phải Ngũ Hành Minh phụ trách, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là đánh gục linh cảnh hành giả làm loạn. Trừ kẻ làm chủ Lý Hiển Tông đào tẩu, kẻ bắt cóc còn lại đã đánh gục toàn bộ. Lý Hiển Tông lần này là mưu tính đã lâu, hắn mê hoặc kẻ sa ngã, làm sâu sắc tín niệm ngọc đá cùng vỡ của bọn họ, làm bọn họ khởi xướng tập kích kiểu tự sát, mà bản thân Lý Hiển Tông đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui. Lý Đông Trạch nâng lên điều khiển từ xa, mở ra máy chiếu. Trên tấm màn xuất hiện một tấm ảnh, trong ảnh là vòng tròn dùng phấn vẽ ra. Trải qua khám hiện trường, chúng ta đã tìm được thủ đoạn đào tẩu của Lý Hiển Tông. Căn cứ đồng nghiệp Trung Đình phân tích, đây là một món đạo cụ nghề nghiệp thổ quái, đáng tiếc lúc ấy camera giám sát tắt, chưa nhìn thấy tình huống cụ thể. Lý Đông Trạch nói. Linh Quân hiếm khi được tham dự hội nghị nói. May mắn là, loại tập kích này rất khó phục chế, căn cứ cơ chế trừng phạt giá trị đạo đức, người tuy là kẻ sa ngã giết, nhưng Lý Hiển Tông mê hoặc bọn họ, cũng sẽ khấu trừ giá trị đạo đức nhất định, trong một đoạn thời gian rất dài, hắn không dám chơi như vậy nữa. Cơ chế giá trị đạo đức chia ra trực tiếp cùng gián tiếp giết người, chính là linh cảnh hành giả lợi dụng năng lực, khống chế người khác phạm tội. Chỉ là so sánh với trực tiếp giết người, gián tiếp khấu trừ giá trị đạo đức sẽ ít, hơn nữa phải chia ra sức khống chế mạnh yếu. Ví dụ như, trực tiếp khống chế con rối, giết người, khấu trừ giá trị đạo đức giống với trực tiếp giết người, nhưng xúi dục, giật dây người khác phạm tội, giá trị đạo đức khấu trừ sẽ xem trình độ xúi dục khác nhau, cho giảm nhẹ, giảm phân nửa. Linh cảnh là không có bất, tựa như một chương trình tỉ mỉ biên soạn, lỗ hổng người ta có thể nghĩ đến, nó đều đoán trước được. Lúc này, Khương Tinh Vệ oán giận nói, nếu trưởng lão có thể kịp thời chạy tới, sự việc đã sớm giải quyết. Cô nói ra lời các đội trưởng không dám nói. Bọn họ biết Phó Thanh Dương gặp nữ hộ pháp Ikawa của hư vô giáo phái tập kích, nhưng không rõ cậu trưởng lão vì sao chậm chạp chưa chạy tới. Phó Thanh Dương nhìn quanh bên cạnh bàn, nói, cậu trưởng lão đi thủ đô làm việc. Hay Nguyên Thủy Thiên Tôn tịnh hóa đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia. Sau khi giải thích đơn giản, hắn nhìn về phía Quan Nhã, hỏi. Cảm xúc của Quan Nhã có chút hạ thấp, đã tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch cho cậu ta, tính mạng không ngại, chỉ là sau khi tỉnh lại, có chút tinh thần sa sút. Các đội trưởng không khỏi nhớ tới cảnh tượng khi tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn quỳ rạp dưới đất, hai tay như là ôm cái gì, không nhúc nhích, kiểm tra dấu hiệu sinh mệnh đã cực kỳ mỏng manh. Lúc kiểm tra thương thế, phát hiện cả người hắn hơn 10 chỗ vết đao, 2 nơi bị thương bởi súng, mất máu nghiêm trọng, nội tạng suy kiệt. Khó có thể tưởng tượng, ở trong 1-2 phút ngắn ngủi, hắn đã gặp phải đả kích thế nào. Phó Thanh Dương khẽ nhíu mày, tiếp đó giảng ra, nói, có thể sống sót ở dưới tay Lý Hiển Tông, đã là may mắn, Nguyên Thủy tăng lên quá nhanh, chịu chút đả kích không có gì tệ. Tạm dừng một chút, lại bổ sung nói, ai cũng đừng đi an ủi cậu ta. Vậy sẽ chỉ kích thích đến lòng tự trọng của hắn. Phó Thanh Dương tiếp theo nói, kế tiếp, nhiệm vụ của mọi người là ở trong khu trực thuộc của mình, toàn lực lùng bắt Lý Hiển Tông, cảnh báo các cấp dưới trong đội ngũ, phải phòng bị tập kích có thể tồn tại. Các người đám hành giả cấp 3 này đừng hoạt động một mình nữa, bảo trì điện thoại thông, Ikawa đã bị tôi đánh bị thương, trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện, tôi cùng Linh Quân sẽ online 24 giờ. Nguyên Thủy bên kia, mấy ngày nay để cậu ta ở nhà, không cần ra ngoài. Nhiệm vụ thí luyện của tổ chức tà ác là do Linh Năng Hội, Binh chủ giáo và hư vô giáo phái liên hợp khởi xướng, hướng tới là toàn bộ nghề nghiệp tà ác, ai cũng có thể săn giết hành giả chính phủ đạt được tiền thưởng. Chẳng qua đại đa số thời điểm, tiểu nhân vật chém giết với nhau, ở trong mắt đại bộ phận mọi người là đánh đấm quậy phá nhỏ, thiếu chú ý, quyết đấu giữa thiên tài hoặc cường giả, mới là vở diễn chính. Các đội trưởng khẽ gật đầu. Bọn họ là hành giả chính phủ kinh nghiệm phong phú, từng trải qua rất nhiều lần tình huống như vậy. Mỗi lúc giữa năm và cuối năm, nghề nghiệp tà ác sẽ khởi xướng đơn phương săn giết đối với hành giả chính phủ, hai bên mở ra điều tra cùng phản điều tra, săn giết cùng phản săn giết, đều có thương vong. Tổng thể mà nói, vẫn là chính phủ chiếm nhiều lợi thế hơn, duy nhất đau đầu là, đàn chuột trong mương cống này am hiểu đánh du kích chiến, hành tung mơ hồ bất định, khiến hành giả chính phủ rất bị động. Không sợ bọn họ chơi cứng, chỉ sợ bọn họ đánh lén. Tan họp đi. Phó Thanh Dương nhìn về phía người đẹp lai, Quan Nhã ở lại một chút. Mọi người rời khỏi phòng họp, trong phòng to như vậy, chỉ còn lại có chị em họ. Chị hẳn là sắp vào linh cảnh rồi nhỉ? Phó Thanh Dương hỏi. Trong nửa tháng. Quan Nhã gật gật đầu. Phó Thanh Dương mở ra ô vật phẩm, lấy ra một khẩu súng trường, dài chừng 1.2 mét, thân súng đen xì, vẽ hoa văn màu giác vàng, đẹp vô cùng. Hắn giao súng trường cho Quan Nhã, tôi nhớ rõ chị từng hướng gia tộc xin đạo cụ này, nhưng hội tộc lão bất mãn sự lười biếng của chị, chưa phê chuẩn, về sau, nó là của chị. Quan Nhã nhíu mày, hội tộc lão chịu. Phó Thanh Dương lắc đầu. Đây là phần thưởng gia tộc cho tôi, sớm chúc mừng tôi vào hội trưởng lão, chỉ cần tôi có thể ở trong phó bản giết chóc trong 5 tấn thăng chúa tể. Chị cố ý kẹt ở cấp 2 thật lâu, linh cảnh lần này, tôi hy vọng chị có thể lên tới cấp 3, khẩu súng trường này, có thể khiến chị có tư cách tham dự phó bản trong năm. Cũng không thể tiếp tục như vậy mãi, Nguyên Thủy cũng cấp 2 rồi. Một lần này, Quan Nhã không từ chối, cô nhìn vũ khí thích đã lâu, trầm mặc. Vùng ngoại thành Tùng Hải, quán bar trong lòng đất. Ánh đèn nhu hòa, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá cùng mùi mồ hôi, trong loa phát ra giai điệu thư giãn. Tuy là quán bar, nhưng nơi này cũng không có ánh đèn hoa cả mắt cùng sóng âm ồn ào, bởi vì nơi này là chợ đen nghề nghiệp tà ác tụ tập, dùng để trao đổi tình báo, giao dịch, bí mật kết nối. Tận tình thanh sắc ngược lại là thứ yếu. Cạnh ghế dài ngồi đầy đám người nghề nghiệp tà ác, đại khái có 20-30 người, bọn họ có kẻ thấp giọng bí mật nói chuyện, có kẻ cò kè mặt cả, có kẻ trước mặt mọi người làm vận động bất nhã. Lý Hiển Tông dọc theo cầu thang đi vào quán bar trong lòng đất, ngồi xuống ở bên cạnh Thiên Linh Linh, nói, cho bố mày một chai rượu, tùy tiện cái gì cũng được. Người pha chế đẩy tới một chai bia. Lý Hiển Tông trút một hơi, thoải mái ở hơi. Giết người uống rượu, nhân gian cực hạn nha. Thiên Linh Linh vỗ bả vai hậu bối, cười nói, chuyện mày hôm nay làm, chúng ta đều đã nghe nói, thằng nhóc mày vừa tới Tùng Hải, danh tiếng đã vang dội nha. Lý Hiển Tông cười nhạo nói, cháu còn chưa giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu, muốn thay cháu chúc mừng, chờ cháu làm thịt thằng nhãi đó. Thiên Linh Linh lắc ly rượu, đã giao thủ. Thằng nhãi đó thế nào, tà dị đúng như trong truyền thuyết. Quả thật rất tà, có một món đạo cụ cảnh giới thánh giả, về phần bản thân, coi như không tệ, nhưng giết hắn không khó. Lý Hiển Tông không chút để ý nói. Mày có nắm chắc là tốt rồi. Thiên Linh Linh gật đầu, lại nói, đạo cụ thế nào? Một miếng vải rách, nghề nghiệp thần dạ du. Chú Thiên, chú có con đường thay cháu kiếm một món đạo cụ huyễn thuật sư hay không? Không khắc chế món đạo cụ kia, muốn giết hắn rất khó. Lý Hiển Tông nói ra mục đích hôm nay tới. Thiên Linh Linh nghe vậy cười nói, mày đi tìm Ikawa, lấy thân thể này tướng mạo này của mày, bỏ ra 2 quả thận là được rồi. Lý Hiển Tông lườm xéo. Thiên Linh Linh đứng dậy, nhìn về phía mọi người, cao giọng nói, các vị, chuyện bệnh viện Bình Thái hôm nay nghe nói chưa, hả giận chưa? Đám nghề nghiệp tà ác đều dừng công việc trong tay, quay đầu nhìn về phía bên này, cùng hô to lên. Hả giận? Sướng hay không? Sướng. Để chúng ta hoan nghênh đại anh hùng, rượu hôm nay miễn phí. Tiếng hô càng thêm kịch liệt. Thằng nhóc này là thật không sợ chết nha, vậy còn có thể toàn thân mà lui, làm tốt lắm, ông đây thích mày điên như vậy. Ha ha ha, thí luyện vừa mới bắt đầu, mày đã cho Tùng Hải phân bộ một đòn giằng mặt, so với những kẻ đi thủ đô trâu bò hơn nhiều. Có mang thằng nhãi Nguyên Thủy Thiên Tôn kia đánh phọt cứt hay không? Đại anh hùng, bọn tao về sau đi theo mày lăn lộn, dẫn bọn tao cùng nhau giết hành giả chính phủ nha, kiếm chút thu nhập thêm. Tiếng kêu quái dị cùng tiếng cười lúc trầm lúc bổng. Cô gái làm vận động cố ý phát ra tiếng thét chói tai cao vút. Lý Hiển Tông nhếch miệng cười nói, một lũ ngu. Chờ sóng âm bình ổn, Thiên Linh Linh nói. Không bị bám theo chứ, có xử lý tốt cái đuôi hay không? Lý Hiển Tông không chút để ý nói. Cháu có tính toán, bấm thời gian, vượt ở trước khi thánh giả cùng trưởng lão đến đã rời khỏi. Trong hành giả giai đoạn siêu phàm, người có thể theo dõi hắn còn chưa sinh ra, thám báo cũng không được. Đang nói, đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân. Thùng, thùng, thùng. Tiếng bước chân rất quái lạ, mỗi một bước đều phải dừng vài giây, như là đứa nhỏ tập tễnh học bước. Ban đầu chưa có ai để ý, nhưng dần dần, càng lúc càng nhiều người nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đầu cầu thang. Tiếng bước chân đâu vào đấy hướng xuống, vẫn duy trì tiết tấu thông thả, như là cố ý muốn hấp dẫn người ta chú ý. Rốt cuộc, bọn họ thấy rõ bộ dáng người tới. Đó là một người phụ nữ mặc váy dài cổ trang màu đỏ thẫm, thêu chỉ vàng hoa mỹ, đeo mặt nạ màu bạc. Trong tay cô nắm một sợi dây thừng đỏ như ẩn như hiện. Lý Hiển Tông biến sắc, đột ngột cúi đầu, thấy chỗ mắt cá chân của mình, không biết khi nào bị buộc một sợi dây đỏ to bằng sợi tóc. Cô gái váy đỏ buông sợi chỉ đỏ, tùy ý nó tiêu tán, hai tay để sau lưng, kiển mũi chân như cô gái nhỏ, cười hì hì nói. Ồ, thật náo nhiệt, mọi người đang chơi cái gì thế, có thể để tôi chơi cùng không? Ánh mắt dưới mặt nạ màu bạc lưu chuyển, nhìn về phía gã đầu trọc, cô kinh ngạc vui vẻ nói. À, là ông, Thiên Linh Linh. Tôi rốt cuộc tìm được ông rồi. Còn nhớ sự kiện diệt môn Sở Gia 21 năm trước không? Chỉ sát cung chủ. Nhìn thấy cô gái này xuất hiện ở quán bar trong lòng đất, Thiên Linh Linh biến sắc hẳn, chén thủy tinh trong tay rắc một tiếng bóp vỡ mất. Chỉ sát cung chủ. Cô ta nhằm vào mình khi nào, mình căn bản không có qua lại với người của chỉ sát cung. Lý Hiển Tông lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu tự động hiện lên tin tức chỉ sát cung chủ. Nghề nghiệp nhạc sĩ, nghi ngờ cảnh giới thánh giả đỉnh phong, đoạn thời gian trước ở trong Hạ Hầu Gia bao vây tiểu trừ thông dong mà lui, trước mắt ở trạng thái bị truy nã. Chú Thiên, sự kiện Sở Gia diệt môn là chuyện gì? Cô ta, hình như là đặc biệt tới tìm chú. Lý Hiển Tông lặng lẽ thò tay vào túi quần, nắm phấn viết. Lý Hiển Tông, mày con mẹ nó hại chết tao rồi. Thiên Linh Linh sắc mặt xanh mét, nghe được bốn chữ Sở Gia diệt môn, hắn đã biết cô gái này là hướng đến mình. Lý Hiển Tông không biết khi nào bị đối phương nhằm vào, sau đó truy nguồn gốc tìm được nơi này. Tiểu tử, đợi lát nữa tao sẽ phụ trách bám trụ cô ta, mày nghĩ cách đi trước. Thiên Linh Linh tuy hận không thể đánh nổ đầu chó của Lý Hiển Tông, nhưng vẫn làm ra quyết định lý trí. Hắn là vụ chủ cấp 5, lấy chiến lực của nghề nghiệp tà ác, có thể đọ sức một chút với cấp 6 nghề nghiệp hợp pháp. Chỉ sát cung chủ tuy là cảnh giới thánh giả đỉnh phong, đánh không lại, nhưng dây dưa chốc lát vẫn là không thành vấn đề. Lại nói, nơi này còn có 20-30 vị nghề nghiệp tà ác, ai cũng là hành giả tính tình vặn vẹo, nhưng chiến lực dũng mãnh. Lúc này, những kẻ ác ở quán bar trong lòng đất còn chưa phản ứng lại. Mấy gã đàn ông ở gần đầu cầu thang, vẻ mặt ái muội huýt gió, trêu đùa. Em gái, mặt đẹp như vậy ra ngoài chơi. Hắc, váy này đẹp, nhìn tựa như tiểu thư khuê các cổ đại. Tiểu thư khuê các, vén váy lên để các anh nhìn xem. Tiếng cười vang nổi lên bốn phía, bọn họ còn tưởng cô gái mặc váy đỏ cổ trang là đồng loại tới quán bar trong lòng đất tiêu khiển. Chỉ sát cung chủ quay đầu, nhìn về phía người đàn ông lên tiếng trêu chọc kia. Ngay sau đó, một sợi dây đỏ mảnh như sợi tóc vung tới, vung ra tiếng xé gió thê lương. Nụ cười đáng khinh của gã đàn ông động lại ở trên mặt, ngay sau đó, đầu từ trên cổ chậm rãi trượt xuống. Sợi dây đỏ quấn lấy cái đầu, lăn mãi về phía đầu cầu thang, lăn ra một vết máu, lăn đến bên váy chỉ sát cung chủ. Cô nâng lên bàn chân ngọc trắng nõn linh lung, dẫm trên mặt của cái đầu, cười khanh khách, dưới váy người ta có đẹp không? Quán bar trong lòng đất nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.